Xin chào mọi người đang xem, và hôm nay tôi sẽ cover túi Quý Mùi, chồng tuổi Quý Mùi, vợ tuổi Giáp Thân. Và hai tuổi này nếu mà lấy nhau thì ăn ở ra sao? Chồng lớn hơn vợ một tuổi thì cặp đôi này có đặng hay không, hào con ra sao và tánh tình vợ ra sao? Xin mọi người lắng nghe. Chồng tuổi Quý Mùi, vợ tuổi Giáp Thân, chồng lớn hơn vợ một tuổi thì chồng tuổi này, chồng tuổi Quý Mùi á, gặp người vợ tuổi Giáp Thân á, ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số nhì bằng tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu thiếu nghèo một thời gian, quê hạn đặng ấm no, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, hoặc dụng trong nhà khiến dụng. Và tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài, cũng hay hao phế tài. Ý tình chồng vợ hòa hợp, ở với nhau kiên cố làm ăn đặng. Và tuổi này Quý Mùi Giáp Thân á, thì nếu mà lấy nhau thì nghèo khổ, không dẫn đến chết chóc, không dẫn đến tiệc, không ly hôn, nhưng mà cặp vợ chồng này làm ăn ít phát đạt, nghèo khổ. Và kết luận cảnh vợ chồng này không đặng tốt nên cần năng chung lo, ngày hậu đặng ấm no. Cặp vợ chồng này không đặng tốt cho lắm. Đây là cặp này chỉ là đạt được 4%. Cảnh vợ chồng nghèo, không được khé lắm, không trung bình lắm, chỉ là nghèo. Và tôi đã coi xong cặp này. Các bạn xem, đăng ký kênh, nhấn vào chuông để không bỏ lỡ các video khác. Xin chúc mọi người một ngày tốt lành, đầy may mắn. Xin chào tất cả mọi người đang xem.